Vũ có hơi say, khi vừa về đến phòng đã nằm lăn ra giường. Tôi thấy có một lúc mà mắt anh đã nhắm tịt, có tiếng ngáy nhẹ nên từ từ bước đến tháo giày cho anh, sau đó điều chỉnh tư thế của anh cho đàng hoàng, thì bất ngờ bị Vũ kéo mạnh xuống giường, nhanh chóng lật người đè lên cơ thể của tôi. Hơi thở của anh vương mùi rượu nồng nặc, ánh mắt đục ngầu của một kẻ đang say. Tôi ấp úng nói: "Em tưởng anh ngủ rồi." Vũ không đáp mà cúi thấp đầu xuống, hôn nhẹ lên môi của tôi những cái hôn nhẹ nhàng nhưng khiến cả người tôi run lên. Sau đó quần áo của cả hai bị anh trút hết khỏi cơ thể. Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm cùng chú Phúc ăn uống, rồi cùng chú ấy quay về Phương xa. Tôi và Vũ đi một xe, chú Phúc và người của chú đi một xe khác. Trên đường về tôi lo sợ lắm. Tôi sợ mở cầm nhìn thấy bộ dạng mới mẻ đẹp của tôi sẽ có phản ứng gì, có phải là rất sốc không, cả những lời hăm dọa của chị Tú Chân. Chị ta có hại bố tôi không, có làm gì ảnh hưởng đến ông không? Càng nghĩ tôi lại càng lo lắng đến mức thấy bất an. Vũ hỏi: "Nghĩ cái gì mà mặt nhăn như khỉ vậy?" Tôi thấy anh gợi chuyện nên cũng đi thẳng vào vấn đề. "Chuyện anh nói, anh có bàn qua với mợ cầm chưa? Mợ có đồng ý không? Rồi còn người lớn nữa, họ có đồng ý không?" Tôi quyết định là được. "Nhưng mà em sợ." "Sợ cái gì?" Tôi cắn môi nói: "Em sợ mọi người không đồng ý. Năm đó cũng có nhiều người biết chuyện chúng ta." "Biết thì sao? Tôi cưới vợ mà cần họ gật đầu mới được à? Vậy còn mợ cầm, liệu mợ ấy có đồng ý không?" "Tôi đồng ý là được. Mà cô nên hèn nhát như thế này từ bao giờ đấy? Tôi nhớ năm đó cô mồm mép lắm cơ mà. Thế bộ dạng đó của cô đâu rồi?" Tôi cúi mặt đáp: "Anh cũng biết là năm đó em bị ép làm như vậy. Nếu cô không muốn thì ai ép được cô? Em không thể không làm theo. Nhưng em cũng không hối hận vì việc đó." Vũ nhíu chặt đôi lông mày rậm rạp, giọng mang theo sự khó chịu: "Cái gì? Cô chưa từng hối hận vì lừa dối tôi sao?" Tôi gật đầu. "Vì dù rằng mạo danh sống trong thân phận của người khác, nhưng em đã có những ngày tháng hạnh phúc bên anh. Đó là những tháng ngày mà cả đời này em không bao giờ quên." Tôi tưởng khi nhắc đến chuyện này Vũ sẽ cáu lên mà mắng tôi, nhưng anh không những không chửi mà giọng nói còn nhẹ nhàng hơn. Đồ lèo mép. Tôi ngước lên nhìn anh, thấy sắc mặt của anh giãn ra, đôi đồng tử cũng không còn căng thẳng nên mới thở vào. Vũ kéo đầu tôi tựa lên vai của anh, vẫn là giọng nói ra lệnh ấy: "Ngủ chút đi, chưa tới nhà đâu." Tôi không phản kháng nhưng cũng không ngủ, tựa đầu lên vai của anh nhìn vạn vật bên ngoài. Vậy mà cuối cùng vẫn ngủ quên trên vai của anh. Đến khi anh gọi tôi dậy, thông báo đã tới nhà, tôi dụi dụi mắt, vừa ngái ngủ vừa hỏi: "Đến rồi ạ? Nhanh vậy anh?" "Ừ, đến rồi. Uống ngụm nước cho tỉnh lại rồi vào trong nhà." Anh lấy chai nước lọc, tiện tay mở cho tôi. Khi tôi đang đưa tay nhận nước từ tay của anh thì tài xế mở cửa xe cho chúng tôi. Vừa vặn mở cầm từ trong nhà cũng được chị Tú Chân đẩy ra và nhìn thấy tôi đang ngồi trong xe cạnh Vũ. Thị giác của tôi tương đối tốt, tôi nhìn thấy nụ cười trên môi của mợ cầm khựng lại, ánh mắt không còn sáng hoắc như ban nãy. Cả chị Tú Chân cũng vậy, chị ta nhíu mày nhăn nhó, dương mắt nhìn chằm chằm vào trong khoang xe. Rất nhanh chị ta đã đẩy mợ cầm tới. Tài xế cúi đầu: "Chào mợ ạ." Nhưng mợ cầm không đáp, cất giọng run run hỏi: "Anh đã về?" Tuy hỏi Vũ nhưng ánh mắt mợ cầm lại nhìn về tôi, cũng nhìn thấy bộ váy tôi đang mặc khác hẳn bộ quần áo ngày tôi theo Vũ đi đón chú Phúc. Tia mắt mợ ấy tối hơn, nét không vui kia tôi nhận ra lập tức, mặc dù trên môi mợ ấy đang cười. Vũ ra khỏi xe, tôi cũng bước ra. Bên này Vũ nói: "Chú Phúc đang về, mau cho người quét dọn phòng ốc sạch sẽ sang trọng cho chú ấy ngủ." "Vâng, em cho người thu xếp ngay. Mà mới có mấy ngày nhưng Thủy Chi khác quá, lại còn ăn bận váy vóc, xem chút nữa là tôi không nhìn ra cô." "Sao lại có sự thay đổi lớn như vậy chứ? Được thiếu gia nào để ý rồi phải không?" Tôi không dám trả lời lung tung, bởi vì cũng không chắc những gì Vũ nói với mình là có thật hay không, hay chỉ là những lời bên gối khi ân ái, nên im lặng để người có quyền quyết định lên tiếng. Bên cạnh, Vũ nói với mợ cầm: "Anh sẽ cưới cô ấy."
Nụ cười trên môi của Mợ Cầm tắt ngúm, rất khó để có thể mấp máy lại. Anh vừa nói gì ạ? Anh sẽ cưới cô ấy. Cả người Mợ Cầm như đông cứng, thậm chí tôi còn không thấy mợ ấy chợp mắt. Còn Tú Chân thì bức xúc thay chủ của mình. Cậu chủ, sao có thể? Nhưng chị ta còn chưa nói hết câu đã bị Vũ quát. Từ lượt cô lên tiếng ở đây à? Mau vào trong dọn phòng ốc chuẩn bị đón khách quý đi. Tú Chân dù muốn nói gì cũng không thể qua được Vũ, nên cắn răng quay người vào trong nhà. Còn Mợ Cầm thì gượng gạo lắm mới có thể hỏi thêm một câu. Anh đã nghĩ kỹ chưa? Sao lại quyết định vội vã như vậy? Em cũng chưa nghe anh nói gì. Hay là chúng ta bàn bạc lại đi? Không cần đâu, cứ quyết định như vậy đi. Khi Vũ dứt lời thì xe của chú Phúc cũng đã tới, nên Vũ quay sang tiếp đón chú ấy vào trong. Tú Chân cũng vào trong nhà, nên tôi là người đẩy Mợ Cầm vô nhà. Khi Vũ và chú Phúc đi trước, tôi và Mợ Cầm đi sau, thì mợ ấy nói đủ tôi và mợ ấy nghe. Cô ghê gớm thật đấy. Mới có mấy ngày thôi mà đã bò được lên giường với chồng của tôi. Hình như cô quên mất là mình còn người bố nhỉ, cô Chi? Mợ ấy nói xong còn quay đầu lại nhìn tôi một cái. Ánh mắt của hiện tại không còn nhu hòa dịu dàng như trước, mà cực kỳ sắc bén, như muốn xuyên thủng con ngươi, khiến cho lồng ngực của tôi đập mạnh lên, có chút hoảng sợ. Vào trong, Mợ Cầm đon đả chào chú Phúc bằng thái độ dịu dàng thanh cao, không còn bộ mặt căm phẫn như lúc nãy. Chú Phúc nói: chú sống ở bên nước ngoài mấy chục năm, nên lúc các cháu cưới chú không về được. Lần này chú cũng có món quà mừng cho các cháu. Các cháu nhận cho chú vui nhé. Chú Phúc sai người của mình lấy quà tặng đưa cho Vũ. Chú Phúc nói: chú biết các cháu cũng không thiếu thứ gì, nhưng chú có quen một người bạn chuyên mua bán thiết bị điện tử. Chú nhờ ông ấy chọn cho chú cái máy ảnh loại tốt nhất để tặng cho Vũ. Đây là của cháu dâu. Chú nghe nói cháu cũng là người tao nhã nên tặng cho cháu bộ cờ này. Bên Tây họ gọi là cờ vua, cũng là một hình thức đấu trí đấy nhé. Còn cháu dâu nhỏ thì chú tặng cho cháu nước hoa Tây Dương, thơm lâu lắm. Cháu cứ dùng đi, thích mùi nào thì bảo với chú. Chú nhờ người mua về thêm cho, đừng ngại cháu nhé. Mợ Cầm đang vui vẻ, nhưng khi nghe chú Phúc gọi tôi là cháu dâu nhỏ, còn tặng cho tôi rất nhiều lọ nước hoa, thì nụ cười của mợ tắt lịm, nhìn tôi chân chân. Nhưng tôi cũng nể mợ ấy, vừa tắt nụ cười nhưng cũng nhanh trưng ra nụ cười mới hỏi chú Phúc: chú mới về mà cũng biết chuyện chồng cháu định cưới vợ nhỏ hay sao ạ? Chú cũng vừa nghe Vũ nói: vâng, cháu cũng vừa hay tin. Mà anh trai và chị dâu cháu cũng sinh sống bên Mỹ mấy năm nay. Cháu nghe anh ấy chị kể, bên Tây ấy, họ có chế độ hôn nhân một vợ một chồng, chứ không có chuyện một chồng nhiều vợ như ở bên mình. Có đúng không hả? Hay là họ bịa hả chú? Vừa nói tôi thấy mợ ấy lại hướng đôi mắt nhìn về phía Vũ, giống như đang dò la tâm lý của anh. Chú Phúc thoáng nhìn biểu hiện của hai người họ xong thì cười nói: một đất nước sẽ có những phong tục tập quán khác nhau, không lúc nào giống nước nào đâu cháu. Vâng, cháu chỉ là thắc mắc thế thôi. Còn chồng cháu quyết định thế nào thì cháu nghe theo như vậy. Chân cháu thế này đi đứng kiểu gì cũng không tiện. Nếu như có thêm một người thay cháu hầu hạ cho chồng cháu, cháu cũng yên tâm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy chỉ là vợ lẽ nhưng cũng phải hỏi rõ nguồn gốc, tránh rắc rối về sau. Chuyện này mình cứ giao cho em, em sắp xếp ổn thỏa cho mình. Vũ nói: không cần đâu, cứ làm theo lời tôi nói là được. Mợ Cầm vâng dạ, nhưng âm giọng không được lớn lắm, mắt nhìn tôi chòng chọc. Nhưng có Vũ và chú Phúc nên mợ ấy không dám nói gì. Giả vờ cười hỏi thăm cuộc sống của chú Phúc bên trời Tây, nhưng chốc chốc lại nhìn sang tôi với đôi mắt không còn chút thiện cảm nào nữa. Lúc sau chú Phúc về phòng nghỉ ngơi sau chặng đường dài ngồi xe, Mợ Cầm lại không kìm được mà hỏi Vũ về chuyện anh định cưới tôi. Nói anh suy nghĩ kỹ rồi, thanh định khi nào tổ chức? Em thấy 29 tháng này là ngày đẹp đấy. Em sẽ bắt tay chuẩn bị tổ chức cho thật hoành tráng. Anh thấy thế nào? Vũ hấp ngụm trà rồi đáp: không cần dùm beng thế đâu, tí nữa có chú Phúc và mấy bác nữa là được rồi. Nhưng như vậy em sợ thiệt cho chi? Không sao, cứ làm như vậy đi. Đã có người dọn phòng cho cô ấy chưa? Chị Tú Chân đứng bên cạnh trả lời, giọng y như chủ nhân, rất bất mãn về việc Vũ cưới tôi làm lẽ. Chuẩn bị xong rồi chậu, cậu bây giờ chi? Nói tới đó Vũ liền cắt lời chỉnh đốn: chi nào?
Không ai dạy cô cách xưng hô với chủ sao? Dạ tôi xin lỗi cậu, là mợ Chi. Tôi đã dọn dẹp phòng ốc cho mợ ấy xong giờ cả rồi. Phòng nào? Là phòng lớn cạnh phòng tôi ạ. Vũ nhìn chị Tú chân chân chân, ánh mắt đó chính là không hài lòng. Mợ Cầm liền nói, sự việc gấp gáp quá nên em sợ Chi không có chỗ nghỉ ngơi, nên sai Tú chân dọn căn phòng ở bên đó. Chỗ đó vừa yên tĩnh lại vừa thoáng mát, em thấy chỗ đó là hợp lý. Vậy thì cô sang đó mà ngủ đi. Lần đầu tiên tôi thấy Vũ khó chịu với Mợ Cầm như vậy. Giây phút ấy Mợ Cầm không nhìn Vũ mà lại nhìn tôi. Tôi giả vờ cụp mắt xuống. Tôi biết mợ ấy đang sượng chân với tôi nên cũng không dám nhìn mợ ấy. Chỉ nghe bên tai mợ ấy nói, nếu anh không đồng ý thì em dọn chỗ khác. Tú chân, em mau cho người dọn căn phòng lớn cạnh phòng chị cho mợ Chi ngủ nhé. Tú chân định gật đầu thì Vũ nói, dọn lại căn phòng của tôi sao cho phù hợp. Dạ. Phòng của cậu sao? Có thắc mắc gì? Tôi biết phòng làm việc của Vũ và cũng từng ra vào, nhưng còn căn phòng bên cạnh thì tôi chưa đặt chân sang. Chỉ thấy chị Tú chân lại nói, nhưng mà... Thế nhưng vừa nhả đúng hai chữ đó thì đã bị Vũ liếc mắt. Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng hay sao? Dọn dẹp không sạch thì tôi hỏi tội cô đấy. Liệu mà làm. Tú chân nhìn sang Mợ Cầm, mợ ấy gật đầu ý bảo Tú chân cứ đi đi. Thì Tú chân mới xoay người rời đi, nhưng mặt mũi nặng như đeo đá. Bên này Vũ nói, cô dạy lại người làm của mình đi. Đây là Vương gia đấy, không phải là nhà của cô. Còn có lần sau thì đừng có trách tôi tống cổ cô ta ra khỏi đây. Vâng, em sẽ dạy lại nó. Anh đi đường cũng mệt rồi, em cho người đun nước cho anh xong, anh tắm đi cho khỏe nhé. Vũ đứng dậy quay sang tôi ra lệnh, tắm cho tôi. Tôi ngớ người. Dạ. Lãng tai à? Tôi bảo em tắm cho tôi. Nói xong Vũ sải chân đi trước. Tôi liếc mắt nhìn trộm Mợ Cầm, thấy mợ ấy cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn, nên tôi cúi đầu chào mợ ấy, xong liền chạy theo Vũ. Vũ cao, chân anh dài, nên một bước chân của anh bằng hai ba bước của tôi. Tôi chạy theo muốn bở hơi tai mới theo kịp anh. Trong bồn tắm hơi nước bốc lên, nhưng không bị nóng hừng hực mà chỉ âm ấm. Vũ cởi áo ra để lộ vòng ngực săn chắc. Tôi đứng cạnh đó có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, treo lên móc. Khi vừa quay lại đã bị cánh tay rắn giỏi của Vũ kéo mạnh vào người anh, hôn tôi đầy cuồng nhiệt. Qua mấy giây bất ngờ tôi cũng định hình được đáp lại nụ hôn của anh. Bàn tay cũng vô thức ôm lấy người của anh. Khi chúng tôi rời khỏi phòng tắm thì người làm cũng vừa vặn dọn xong phòng của tôi. Thấy căn phòng rộng thênh thang thế này, được trưng bày nhiều món đồ có giá trị, tôi rất bất ngờ, nhưng cũng quay lại nói với Vũ, phòng này sang trọng quá và lớn quá, em thấy không phù hợp lắm. Mợ Cầm là vợ lớn, nhưng phòng mợ ấy lại còn không xa hoa thế này. Em chỉ là phận làm lẽ, sao có thể ở trong cái phòng rộng lớn thế này được. Đây là phòng của tôi, cô muốn tôi ngủ ở chỗ nào nữa? Tôi còn bỡ ngỡ thì Vũ căn dặn người làm đang đứng ở trong phòng, từ đây về sau chị đi theo người làm hầu riêng cho cô ấy. Công việc của chị là phục vụ duy nhất cô ấy, làm tốt có thưởng, nếu có sơ suất gì tôi sẽ hỏi tội chị đấy. Vâng, tôi đã nghe thưa cậu chủ. Được rồi, ra ăn cơm đi, tôi ra ngoài xem chú Phúc dậy chưa. Vũ đi rồi thì người phụ nữ kia giới thiệu bản thân, tôi là Lụa, mợ cứ gọi tôi là con Lụa nhé, có việc gì xin mợ cứ sai biểu. Tôi từ nhỏ đến giờ chỉ biết hầu hạ người ta, chưa từng được biết cảm giác được người khác hầu hạ là như thế nào, nên khi ngồi yên cho chị Lụa chải tóc tôi vẫn không được tự nhiên. Tuy nhiên hiện tại tôi đang ở một vị trí mới, tôi phải thích nghi với cuộc sống này. Tôi hỏi chị Lụa, chị làm ở đây lâu chưa? Dạ, tôi làm cho cậu chủ trước khi cậu ấy cưới Mợ Cầm. Thế này nha chị Lụa, anh Vũ đã sắp xếp chị theo tôi thì sau này chúng ta ngồi chung một việc, chung một chiếc thuyền, có phúc cùng hưởng mà có tội thì cùng chia. Vì thế chị sống ở đây được một thời gian, tôi mong chị nhắc nhở và giúp đỡ tôi nhiều hơn. Mợ yên tâm, cậu chủ có ơn với tôi nhất định sẽ vâng lời cậu, hầu hạ mợ thật tốt. Mợ cứ hỏi tôi nếu chưa biết, tôi biết bao nhiêu sẽ trả lời mợ bấy nhiêu. Được, tôi thích sự thẳng thắn này của chị. Tôi hỏi chị,
Tại sao khi anh Vũ sai chị Tú Chân đi dọn dẹp phòng này cho tôi thì chị lại phản đối phòng này có gì đặc biệt sao? Chị Lụa nhìn ra cửa, xong ghé tai tôi mà nói: cậu chủ thường xuyên làm việc xong là sang đây ngủ luôn, ít khi ngủ ở bên phòng mợ chủ lắm. Thế hầu như không thấy cậu chủ ngủ ở bên ấy đâu. Có lần cậu chủ say rượu, mợ Cầm kêu người dìu cậu sang phòng mợ. Nhưng nửa đêm tôi thấy cậu chủ đi ra với khuôn mặt hậm hực, lại còn nghe phong phanh là cậu ấy mắng mợ Cầm cái gì đấy, nhưng tôi nghe không rõ. Chỉ biết là cậu ấy rất bực rồi đi sang đây ngủ thôi. Sao lạ vậy? Vợ chồng mà không ngủ cùng với nhau lại mỗi người một phòng là sao? Tôi cũng không rõ. Chỉ biết là từ lúc cưới mợ Cầm về đến nay họ đều ngủ riêng như vậy. Nên lúc Tú Chân sao tôi đi dọn phòng này xếp thêm gối, tôi rất kinh ngạc. Mà như vậy cũng chứng tỏ là cậu chủ rất thương mợ. Thương tôi sao? Vâng, thương mợ thì mới ngủ củ cùng với mợ chứ, mợ Cầm có được ngủ cùng đâu ạ. Mợ là ngoại lệ đấy mợ. Tôi nghe chị Cầm nói, chị Lụa nói mà chưng hửng. Tại sao vợ chồng mà không ăn cùng mâm, không ngủ chung giường, sao lại ngủ riêng như vậy? Họ có vấn đề gì hay là có ẩn tình gì đó? Chứ tôi chưa từng nghe vợ chồng trẻ lại ngủ riêng bao giờ. Mà qua những gì chị Lụa nói, cộng thêm với những gì tôi nhìn thấy những ngày qua, tôi công nhận là Vũ rất hời hợt, hững hờ với mợ Cầm, không có chút nào thể hiện là tình yêu. Lạ thật đấy. Dạ xong rồi, mình ra ngoài đi mợ, đừng để ai chờ không hay đâu ạ. Ừ, đi thôi. Lúc tôi ra ngoài thì người làm đang bưng đồ ăn lên bàn. Họ cũng biết chuyện tôi sắp thành vợ lẽ của Vũ, nên vừa thấy tôi tất cả đều cúi đầu chào. Mợ ạ. Khi đó Tú Chân cũng đi tới, trái với sự cung kính của những người làm kia thì chị ta lại nói móc tôi: còn chưa làm lễ cưới hỏi gì, các người nôn nao gọi lắm hả? Đúng là cái lũ nịnh bợ, thôi làm tốt chuyện của mình đi. Chị Lụa nói: tuy chưa làm lễ nhưng lúc nãy cậu cũng đã tuyên bố mợ Chi là vợ của cậu, không lẽ lời của cậu không có giá trị gì để chị nghe hay sao hả chị Tú Chân? Tú Chân không thể cãi, liền chĩa mũi sang chị Lụa: tưởng là ai nói, hóa ra là mày. Bấy lâu nay gặp tao còn không dám ngẩng đầu, mà thành con hầu riêng của ai đó nên cũng mạnh miệng gớm nhỉ. Sao, định chống đối tao à? Mày thích chống đối không? Tú Chân sần tới chỗ của chị Lụa đang đứng sau lưng của tôi, mặt vinh váo không hề kiêng dè tôi một chút nào. Tôi cũng ngứa mắt với bộ dạng của chị ta. Đến lúc chị ta sấn tới định đánh chị Lụa, tôi liền vung tay tát cho chị ta một cái trước sự ngỡ ngàng của chính chị ta. Mày dám đánh tao? Sao tôi lại không dám? Nên nhớ này, tôi bây giờ là vợ của anh Vũ, còn chị chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Riêng cái sự hỗn láo nãy giờ của chị đủ để tôi cho chị rồi đấy. Bây giờ còn gọi tôi là mày, chị muốn nghỉ làm phải không? Chắc Tú Chân ỷ thế cho mợ Cầm chống lưng nên cười mỉa mai: cóc ghẻ mà cứ nghĩ mình là thiên nga cơ. Con là cóc ghẻ thì cũng là vợ anh Vũ. Còn chị ấy, cút ra kia quỳ cho tôi. Mày dám? Mày biết tao là ai không? Tao là người được gả theo cô Cầm, có cô ấy mới có quyền phạt tao. Mày nghĩ mày là ai? Mày chủ căn nhà này chắc? Tôi định trả lời tiếp thì chị ta thì có tiếng Vũ cất lên: đúng vậy, từ hôm nay Chi sẽ là người quản lý mọi chuyện trong cái nhà này. Đủ tư cách phạt cô chưa? Cả thảy mọi người đều ngỡ ngàng, ngơ ngác trước câu nói của Vũ. Mợ Cầm được người khác đẩy ra, vừa vặn cũng nghe thấy lời của Vũ vừa nói nên kinh ngạc đến tái mặt. Anh Vũ, anh nói gì vậy? Thôi là chuyện trong nhà đều do em quản lý thu chip, thu xếp ổn thỏa. Sợ sao cho Chi là thế nào? Cô có biết gì đâu về chuyện quản lý gia đình chứ. Huống hồ còn là một gia đình lớn như vương gia của chúng ta. Không biết thì học cho biết. Chi là người lanh lẹ, cô cứ hướng dẫn Chi chỉ dạy cô ấy đi. Nhưng... làm vậy đi, không nhưng nhị gì cả. Còn cô đấy, tôi nói gì mà không hiểu sao? Trong lòng Tú Chân bây giờ chắc cay cú tôi lắm, nhưng trước uy quyền của Vũ, chị ta đành phải vác xác tới chỗ tôi yêu cầu mà quỳ gối ở đó. Tôi cảnh cáo chị ta một lần cho bớt cái thói ỷ thế vào mợ Cầm mà gặp ai cũng bắt nạt đi. Một lần nữa, lúc trước chị ta cũng chửi rủa đánh đập tôi, nhân cơ hội này tôi cũng trả lại cho chị ta một chút. Khi chú Phúc vừa ra tới,
Thức ăn trên bàn tôi cũng vừa bày biện lại xong. Một số khách khứa cũng đã đi tới. Mọi người vào bàn ăn uống nói chuyện mừng ngày chú Phúc trở về. Sau khi tay bắt mặt mừng xong, Mười nhìn tôi và hỏi: "Hình như Vũ chưa giới thiệu cho các chú biết đây là ai?" Vũ đáp: "Vâng, đây là Thùy Chi. Hôm nay nhân lúc chú Phúc về, cháu mời các chú đến đây. Trước là để các chú tụ họp sau mấy mươi năm xa cách, sau đó cũng nhờ các chú tác thành cho bọn cháu." "Thật đưa các chú vào thế đã rồi sao?" Người khác trả lời: "Tân tiến rồi, cứ để cho tụi nó lựa chọn người phù hợp, mình chúc mừng là được rồi. Nào các chú chúc mừng hai cháu, chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé. Thắp hương cho bố mẹ chưa?" Vũ đáp: "Bọn cháu thắp ngay đây ạ. Mời các chú đi trước lên đây chứng kiến cho bọn cháu. Đi thôi các ông." Mọi người cùng nhau bước tới trước bàn thờ bố mẹ Vũ. Sau khi người làm đốt hương lên thì làm theo hướng dẫn của chú Phúc, đưa tôi và Vũ mỗi người một cây hương đang cháy. Đứng trước bàn thờ, chú Phúc nói: "Cũng mấy mươi năm xa quê hương, em mới trở về quê hương xứ sở, anh chị đã không còn. Hôm nay em xin phép được thay mặt anh chị đứng ra làm cái lễ cho cháu Vũ và cháu Chi, công nhận hai cháu đến với nhau. Cũng mong anh chị ở trên trời yên tâm, em thay anh chị trợ giúp cho cháu Vũ hết khả năng của em." Nói xong, chú Phúc cắm hương rồi hướng dẫn tôi và Vũ bái lại thế nào, sau đó mới dâng rượu cho từng người đang chứng kiến. Riêng tôi, chú Phúc bảo người làm rót thêm một ly rượu nữa để tôi mời mợ Cầm, bởi vì mợ ấy là mợ cả, tôi phải dâng cho mới phải phép. Tôi cung kính hai tay dâng rượu trước mặt mợ ấy và nói: "Mời mợ." Chú Phúc chỉnh: "Mời chị mới đúng cháu nhé. Bởi hai đứa đều là vợ của Vũ, cùng nhau chăm sóc cho Vũ, hầu hạ Vũ thì coi như là chị em. Cháu Cầm có nhiệm vụ chỉ dạy cháu Chi quản lý chuyện trong nhà. Cháu Chi phải biết tôn trọng cháu Cầm, không được ganh ghét mưu hại nhau, làm cho nhà cửa không ảnh hưởng tới cháu Vũ. Hai cháu nhớ chưa?" Chị Cầm gật nhẹ đầu: "Vâng." Chờ chị ấy nói xong, tôi cũng gật đầu với chú Phúc: "Vâng, cháu xin nghe lời chú chỉ dạy, em mời chị." Chị ấy không nhận ly rượu ngay mà nói: "Từ bây giờ cô chính thức làm vợ của anh Vũ, tôi cũng sẽ xem cô như là em gái của mình. Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Khi cô làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ tới anh Vũ, đến thể diện của anh ấy và gia đình này. Hiểu chưa?" "Dạ em đã hiểu." "Còn nữa, là phụ nữ thì nên an phận thủ thường, biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói, cái gì nên làm và không nên làm." "Dạ vâng, em xin nghe lời chị dạy." Chị nhận ly rượu từ tay của tôi, uống cạn ly rượu nhỏ. Sau đó mọi người di chuyển lại bàn ăn, tiếp tục ăn uống, nói chuyện vui vẻ. Ngồi tầm một lúc, tôi xin phép vào trong để cho các chú thoải mái nói chuyện. Tôi vừa xoay lưng đi đã nghe chú Phúc khen: "Con bé rất hiểu chuyện, Vũ chọn vợ rất khéo, chúc mừng cháu." Tôi về phòng không lâu thì có tiếng gõ cửa, đồng thời nghe tiếng mở Cầm. À không, tôi phải gọi là chị mới đúng. Tôi bảo chị Lụa mở cửa, Tú Chân là người đẩy vào. Tôi hơi nhíu mày vì chị ta vẫn còn bị phạt, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây. Tuy nhiên tôi cũng không nói gì ngay mà nhẹ nhàng chào hỏi: Chị sang em có việc gì ạ?" "Sao thế? Đây là nhà của tôi, phải có việc tôi mới được sang sao? Hay là cô nghĩ cô là vợ của anh Vũ rồi, nên việc gì tôi cũng phải thông qua cô?" "Em không có ý đó ạ. Tại vì em thấy cũng đã muộn mà chị còn sang tận đây, sao không bảo Tú Chân gọi em qua chỗ của chị?" Chị ấy cười, không phải là cười vui vẻ mà là cười nhạt. "Con người ta có danh phận mới ăn nói cũng trôi chảy hẳn nhỉ. Từ giờ tôi nhớ cái bộ dạng cô mới về nhà này, nhớ cái lúc cô còn quỳ dưới chân bóp chân cho tôi nó mới hèn hạ làm sao. Bây giờ một bước lên mây làm vợ anh Vũ. À không, nói thì phải nói cho đúng, chỉ là vợ lẽ thôi. Không có được một cái đám cưới, một lễ đón dâu cũng thiệt thòi cho cô. Mà cũng có khi anh Vũ cũng chỉ nhất thời thôi, chứ nếu mà thật lòng yêu cô thì đâu thể để làm sơ sài như vậy. Bây giờ mà ra đường cô bảo cô là vợ hai của anh Vũ, khéo chả ai tin đâu, vì có tổ chức cái gì đâu." Khi trước tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm, bởi vì thấy chị ấy hiền lành dịu dàng đôn hậu. Nhưng mà hôm nay nghe những lời cay nghiệt này, cộng thêm những gì tai nghe mắt thấy Vũ đối xử với chị ấy như vậy,
Tôi lại nghĩ chị phải thế nào Vũ mới hời hợt đến độ không ngủ cùng, không san sẻ chuyện gì, thậm chí là còn sao công khai cho tôi quản lý nhà cửa mà không hề nể mặt chị ấy. Chứng tỏ là hai người không hề hạnh phúc. Nói khó nghe là hôn nhân gượng ép cũng nên. Tin làm sao được, có khi người ta còn chửi bút mặt không kịp vì cho là nói điêu ấy. Có những người cóc ghẻ, những cái ảo tưởng mình là thiên nga cơ, không xa gương nhìn lại xem bản thân mình là ai. Là cái loại con gái vì tiền mà lấy ông già sắp chết thì phải biết là cái hạng người đê tiện thế nào. Chứ người đàng hoàng ai làm chuyện nhục nhã đó. Có thể tôi không đủ quyền để bật lại vợ lớn, nhưng riêng Tú Chân thì tôi không còn sợ nữa. Tôi hỏi lại ngay. Sao? Vẫn không sợ phạt quỳ như vậy phải không? Mà ai cho cô đứng dậy? Tôi bảo cô quỳ ở đó, cô có đứng lên đâu. Mợ Cầm bênh vực cô ta. Tú Chân là người của tôi, nó được gả theo tôi. Ở đây ngoài tôi ra và anh Vũ ra thì không ai có quyền phạt nó. Cô đừng tưởng Vũ cho phép cô đi theo tôi học quản lý nhà cửa mà lên mặt nhé. Con công mãi là con công, vịt mãi là vịt thôi. Dù có cố thế nào cũng không thể thoát được cái kiếp con ngan con vịt của mình đâu. Nên nhớ tôn ti trật tự, lớn nhỏ khác biệt. Tuy nói là vợ, nhưng cô chỉ là cái loại vợ nhặt nhạnh ngoài đường về đây. Một lễ cưới hẳn hoa cũng chẳng có. Bắt đầu tưởng vị trí của mình đây. Đến nước này tôi không thể không nói lại. Vâng, như chị nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhà có tôn ti trật tự, có lớn có nhỏ. Chủ ra chủ mà người làm ra người làm. Hôm nay người làm của chị bất kính với em, chửi em bằng những lời lẽ hỗn xược như vậy. Khác nào chị ta đang chửi vào mặt của anh Vũ. Bởi vì em là vợ của anh ấy, em muốn nhờ chị phân xử rõ ràng cho ra lẽ. Còn nếu chị cảm thấy khó quá, để em nhờ anh Vũ và các chú đứng ra giải quyết chuyện này, dễ ợt đấy mà. Trước câu trả lời của tôi, chị ấy bất động trong mấy giây, sau đó mới cười khẩy. Cái miệng lưỡi ghê gớm thế này, thảo nào mới đi có mấy ngày đã từ con ở thành vợ lẽ của chủ rồi. Em chỉ nói đúng sự thật. Rồi em có thế nào, không đến lượt chị trích mỉa mai em. Chị dạy lại người làm của mình nên kính trên nhường dưới, để không có ngày cái miệng hại cái thân đi ạ. Còn em rất tôn trọng chị. Tôn trọng tôi sao? Bằng cách lấy luôn chồng của tôi. Cái sự tôn trọng của cô chắc là không ai dám nhận. Nhưng thôi, mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra, tôi không thích cũng phải chấp nhận chia sẻ chồng với cô. Mai này sống chung một mái nhà. Nói xong, chị ta được Tú Chân đẩy ra ngoài, để họ đi khuất hẳn. Chị Lụa hỏi tôi. Mợ bỏ qua cho Tú Chân hỗn với mợ à? Tôi còn mới mẻ, tôi là vợ của chính thức, sau này còn gặp nhau mỗi ngày nên cũng không thể làm căng quá đâu. Mợ nói cũng phải, cái gì nhịn được thì cứ nhịn cho êm. Tôi cũng nghĩ như vậy. Một điều nhịn là chín điều lành, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Khi chạm vào giới hạn thì ai cũng bật lại thôi. Vâng, mà mợ chủ ngủ luôn không hay đợi cậu Vũ? Không biết đêm nay anh ấy ngủ ở phòng nào. Ngủ với mợ mà, có bao giờ ngủ bên mợ Cầm đâu. Ngày trước thì không sao, bây giờ có mợ, cậu Vũ cứ ngủ với mợ suốt. Kiểu gì mợ Cầm cũng ghen ghét mợ, mà nên đề phòng nhé. Tôi hỏi. Tôi hỏi thật chị Lụa nhé, mợ Cầm là người thế nào? Chị Lụa cũng mím môi một chút rồi mới trả lời. Tôi thấy mợ ấy xấu bụng. Bình thường khi có cậu Vũ ở nhà ấy, thì đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà rất tốt. Nhưng cậu Vũ đi công việc thì mợ ấy như con người khác vậy. Khó khăn, khinh rẻ chúng tôi, nói chuyện cay nghiệt thâm độc. Có nhiều chuyện không phải do mợ ấy đích thân phạt đâu, nhưng ý của Tú Chân cũng là ý của mợ ấy. Nói chung tôi thấy mợ nên đề phòng mợ ấy. Mợ Cầm không phải là người tốt lành gì đâu. Cảm ơn chị. Chị đi nghỉ đi, muộn rồi. Mợ cần gì cứ gọi cho tôi nhé. Ừ, chị nghỉ ngơi đi, cần gì tôi gọi. Thưa mợ, tôi ra ngoài. Tôi gật đầu rồi từ từ ngã lưng xuống giường nằm. Tôi đoán có lẽ Tú Chân đã thay chị ta đi điều tra gốc gác của tôi, nên mới biết chuyện tôi từng lấy ông ngoại Chí Khiêm. Biết chuyện tôi lấy chồng thì chắc chắn cũng biết tôi là người yêu cũ của Vũ. Tự dưng lại nghĩ, lúc đầu chị ta yêu cầu tôi làm người hầu cho chị ta, bắt tôi bóp tay bóp chân hầu hạ chị ta, kiểu như là đang muốn hành hạ tôi thì đúng hơn. Có lần còn bắt tôi quỳ dưới chân chị ta mà cho chân tới tận khuya, rồi phạt tôi quỳ trước cửa phòng ngay đầu ngọn đó. Tất cả những chuyện đó chắc chắn đều là ý của chị ta.
Thế mà ban đầu tôi lại còn cho rằng chị ta hiền lành, dịu dàng, tốt bụng. Bây giờ ngẫm lại mới biết mình đánh giá quá sai. Chị ta đúng là kiểu khẩu Phật nhưng tâm xà. Tôi ngủ quên lúc nào không rõ, chỉ khi cánh cửa phòng bị Vũ mở tung ra tôi mới giật mình thức dậy. Bước xuống giường đỡ lấy Vũ đang loạng choạng đi vào và gọi tên tôi. Tôi vừa đỡ anh lại giường vừa trả lời. Em đây, em đây. Em ở đâu? Ở đâu? Em ở đây, đang bên cạnh anh đây. Ôi anh say lắm rồi, mau nằm xuống giường đi. Chi? Em ở đâu? Em ở đây mà, ngay bên cạnh anh đây. Anh nhường đôi mắt say bí tỉ nhìn tôi, cũng không biết là có thấy tôi không. Chỉ thấy anh giơ cánh tay của mình lên, túm lấy tay của tôi kéo xuống giường, giọng lẻ nhè. Anh nhớ em, rất nhớ em. Ngay sau câu đó, lòng tôi như thể được ươm đầy mật ngọt. Người ta hay nói những lời nói khi say thường là những lời nói thật lòng nhất. Bình thường ta có thể nói dối, có thể kiềm nén cảm xúc, nhưng khi đã say thì họ sẽ nói những lời đã và đang chôn giấu tận đáy lòng. Nghĩ vậy, tôi nhẹ nhàng nghiêng người Vũ, cũng thú thật lòng mình. Em cũng nhớ anh, rất nhớ anh. Em đã nghĩ cả đời này không còn được gặp lại anh, không ngờ duyên phận lại cho em được bên cạnh anh một lần nữa. Vũ, em yêu anh. Trong cơn say chiếm lấy tâm trí, anh vẫn đáp lời tôi. Anh yêu em, rất yêu em. Chúng tôi ôm nhau ngủ cho đến khi bình minh lên cao mới thức dậy. Chị Lụa đã chuẩn bị xong nước cho chúng tôi rửa mặt mũi. Tự dưng thế làm chủ cũng sướng thật đấy. Muốn ngủ tới khi nào thì ngủ. Dậy còn có người chuẩn bị nước nôi quần áo, chỉ việc đi vào tắm. Đã về tắm xong, còn có người chờ sẵn để chải tóc cho, không cần động vào bất cứ việc gì. Sửa soạn xong xuôi, tôi và Vũ đi ra ăn sáng. Chị Cầm đã có mặt ở đó. Thấy chúng tôi tới, chị ta nở ra một nụ cười dịu dàng như lần đầu chị ta gặp tôi. Anh dậy rồi à? Chú Phúc chưa dậy sao? Chú ấy dậy rồi, đang đi dạo một vòng. Để em cho mời chú ấy vào ăn sáng. Ừ. Bàn ăn có hình chữ nhật. Vũ ngồi ở ghế đầu tiên, thế nhưng ngày hôm nay anh lại ngồi phía bên phải. Có lẽ anh để vị trí đó cho chú Phúc ngồi. Tuy nhiên, đã nói ở đây là anh không ngồi cạnh Mộng Cầm mà anh ngồi đối diện. Anh ngồi xong còn kéo ghế bên cạnh anh, hất mắt bảo tôi ngồi xuống. Chị Cầm tuy không nói gì, nhưng dù sao cũng là phụ nữ với nhau, tôi làm sao không hiểu tâm trạng của chị ta. Nên tôi nói, anh ra ngồi với chị Cầm đi, em ngồi ở bên đây. Vũ cắt lời tôi, ngồi đâu chả được, ngồi xuống đi. Vũ ấn tôi ngồi xuống ghế. Tôi có nhìn qua sắc mặt của Mộng Cầm. Chị ta cười nói, đúng là chi vẽ chuyện quá. Anh Vũ nói đúng đấy, ngồi đâu mà không được chứ. Cứ đâu phải là ngồi trên cao là... Tôi làm sao mà không hiểu ý của chị ta. Tôi cũng không muốn đối chọi với chị ta trong bữa ăn, nên dạ vâng cho qua chuyện. Đợi chú Phúc vào tới thì cùng nhau ăn sáng. Xong bữa, chúng tôi ra bàn ngồi uống trà. Mộng Cầm hướng về tôi mà nói, chào mừng em với thân phận mới, chị có món quà tặng cho em đây. Nói xong, chị ta nhìn túi chân dâng lên chiếc hộp trước mặt tôi. Bên kia chị ta giục, em mở ra đi. Tôi mở hộp quà ra, bên trong là một bộ trang sức gồm có bông tai, dây chuyền, vòng tay và một chiếc nhẫn. Tất cả đều được làm bằng vàng, thiết kế tinh xảo. Vừa nhìn đã biết giá trị bộ trang sức ấy không hề nhỏ. Tôi đáp, em xin cảm ơn tâm ý của chị, nhưng món quà quý giá quá, thật sự là em không dám nhận. Em nhận tấm lòng của chị là được rồi ạ. Quý tới mấy thì cũng phải nhận, nó cũng là vật ngoài thân thôi, không quan trọng bằng tình cảm chị em của chúng ta. Em muốn nhận cho chị vui, còn không nhận là chị không nể mặt chị đâu đấy nhé. Trước thế khó đó, tôi đành gật đầu. Vâng, em cảm ơn chị. Ngay chú Phúc và Vũ nói chuyện thêm một chút thì hai người họ ra ngoài để chuẩn bị cho chuyện làm ăn của hai người họ. Trước khi Vũ đi, anh có về phòng thay quần áo. Trong lúc tôi cài áo cho anh căn dặn, không có việc gì thì ở trong phòng mà ngủ, cần gì thì gọi người làm, đừng có đi lung tung sinh chuyện. Anh nói có như em hay kiếm chuyện lắm ấy. Em hiền như bột, dám kiếm chuyện với ai? Hiền á? Tôi thấy là do chưa có ai khơi gợi con sư tử trong người cô dậy thôi. Tôi lại không có tôi ở nhà, thế nên ở yên trong phòng mà tránh thị phi. Tôi nhìn lên Vũ, lém lỉnh hỏi anh, em lo chị Cầm ăn hiếp em phải không? Vũ chối,
Cô đừng có mà tưởng bở. Vâng, không có thì thôi. Anh làm cái gì mà chối ghê vậy? Anh đi khi nào anh về? Em chờ anh về ăn cơm nhé. Về trong ngày, nhưng cũng không biết chính xác là mấy giờ nên cứ ăn trước đi. Đừng có bỏ bữa rồi lại đổ bệnh phiền đến tôi đấy. Miệng Vũ luôn phủ nhận, nhưng tôi cảm nhận anh rất quan tâm tôi. Vâng, anh đi cẩn thận. Tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh xong thì anh cũng đi luôn. Tầm một lúc sau, tôi đang ở trong phòng thì Tú Chân sang gọi tôi sang phòng chủ nhân cô ta để nghe dạy việc. Khi cô ta rời khỏi, chị Luận nói: chắc là mợ ta muốn làm khó mợ chuyện gì đó. Hay là mợ nói mợ bị mệt đi, mợ không qua. Thôi, ở chung một nhà mà, không thể tránh khỏi chuyện phải gặp nhau hàng ngày. Trốn được một hai lần cũng không thể trốn cả đời. Đối mặt càng sớm càng tốt. Chúng ta qua đó đi. Dạ mợ. Tôi và chị Lụa sang phòng của Mộng Cầm. Chị ta đang ngồi trên chiếc xe lăn của mình bên cạnh bàn uống trà. Trên bàn thấy chất đầy sổ sách gì đó. Tôi vẫn cung kính chào chị ta đàng hoàng. Chị ta cũng mỉm cười nói với tôi: em cũng biết chuyện anh Vũ quyết định cho em quản lý nhà cửa. Nhưng muốn quản lý nhà cửa, nhất là một gia đình có gia sản lớn thế này, thì cần phải học. Đây là toàn bộ sổ sách ghi lại toàn bộ chi tiêu trong gia đình của Vương gia trong vòng mấy năm qua. Em cứ ngồi xem đi nhé, có gì không hiểu cứ hỏi chị giải thích cho. Tôi nhìn chồng sổ sách cao ngất kia mà hỏi lại: đọc hết chỗ này hả chị? Ừ, đọc hết chứ, để ông biết chi tiêu thế nào. Một năm có bao nhiêu đám tiệc, cần phải giao thiệp với những ai, kính biếu cho những ai. Chứ em nghĩ quản lý một gia đình là chỉ cần chồng đem tiền về sau đó mua gì thì mua, thì đưa ra không cần có kế hoạch gì sao? Mà cũng không trách em có suy nghĩ nông cạn như vậy. Gia cảnh nhà em quá tầm thường, bố mẹ thì bỏ nhau, bố thì cờ bạc phá phách, và nương nhờ là nhà bác, sao mà dạy dỗ được em. Chị thông cảm được điều đó nên em không trách em đâu. Chị ra thay mặt bố mẹ em dạy dỗ em. Mộng Cầm không chửi bậy, mà chị ta chửi xéo rất thâm độc, chê bai xuất thân và gia cảnh nhà tôi. Lúc từ phòng mình qua đây, tôi nghĩ chị ta có nói gì thì cũng phải nín nhịn cho qua chuyện. Vũ đi làm vất vả, và nhà lại thấy cảnh hai người vợ cãi nhau thì càng khiến anh mệt mỏi hơn. Nhưng khi sang đây, thấy chị ta nghênh ngang, huênh hoang, ngạo mạn, miệt thị tôi như vậy, tôi lại nghĩ nếu có nhân nhượng thì kiểu gì chị ta cũng theo đà đó mà chèn ép tôi. Nên tôi trả lời: vâng, hoàn cảnh của nhà em khó khăn, không được giàu sang như nhà của chị. Cho nên nếu như trong lúc sống chung em có làm gì sai sót, chị cứ phân tích cho em hiểu. Với cả từ sống đến đây, em chưa từng nói cho chị nghe về bố mẹ em. Sao mà chị biết thế ạ? Chị điều tra về em sao? Bất cứ ai vào Vương gia này đều phải biết tường tận gốc rễ, dù chỉ là kẻ ăn người ở cũng phải rõ ràng. Cẩn thận như vậy, rốt cuộc vẫn để cô leo lên được giường như Vũ. Nghĩa là lúc em được anh Vũ đưa về đây, chị đã cho người điều tra lai lịch của em sao? Thế mà lúc đó chị còn hỏi gia cảnh của em thế nào, bố mẹ còn hay mất, là còn định mai mối em cho người khác. Rõ ràng chuyện của em chị nắm trong lòng bàn tay, thế mà còn rào trước đón sau. Chị cho nó mắc công vậy chị. Mặt của Mộng Cầm tối sầm lại khi bị tôi vạch trần sự thảo mai giả dối ban đầu. Tôi cũng không muốn làm căng thẳng, mai này còn sống cùng với nhau, dĩ nhiên cũng nên chừa cho nhau chút mặt mũi, cũng là chừa cho bản thân mình con đường lui sau này. Tôi ngồi xuống ghế tìm quyển sổ năm đầu tiên rồi bắt đầu xem. Đúng là gia đình càng giàu thì thu chi càng nhiều. Nhìn con số mà tôi nhất thời cũng choáng ngợp. Nhưng không thể phủ nhận, Mộng Cầm ghi chép rất chi tiết và chỉnh chu. Tất cả khoản thu chi đều được ghi ra tỉ mỉ, rõ ràng hợp lệ. Tôi ngồi xem sổ sách rất lâu, đọc đến hai mắt mỏi nhừ. Còn Mộng Cầm thì ngồi trên xe lăn nhàn nhã uống trà, ăn bánh tráng miệng, thỉnh thoảng lên giọng dạy dỗ tôi phải thế này thế kia, biết thân biết phận, an phận thủ thường, biết mình xuất thân ra sao, đến với Vũ thế nào, đừng cho rằng một bước lên mây biến thành phượng hoàng. Nói nhiều tới mức tôi có chút nhức đầu, nhưng vẫn phải ngồi đó đọc cho hết cuốn sổ sách đó. Trời về chiều, cái bụng của tôi đã kêu on ót vì đói. Chị Lụa cũng sốt ruột giùm tôi, không có cách nào giúp tôi cả. Cho đến khi người làm vào mời: dạ thưa mợ, đến giờ ăn cơm, xin mời hai mợ ra dùng cơm.
Mộng Cầm nhìn sang quyển sổ trên tay của tôi. Em đọc sắp xong quyển sổ đó chưa? Tôi đáp. Còn một phần cuối 3 tháng cuối năm nữa chị. Ừ. Phải đọc cho xong rồi ra ăn cơm nhé. Đang có đà đọc và hiểu mà bỏ ngang thì không hiểu gì đâu. Chị Lụa xót tôi, bị lôi đầu qua đây từ khi Vũ đi tới giờ nên bạo gan thưa. Dạ thưa mợ, từ trưa tới giờ mợ Chi chưa ăn gì. Hãy để mợ ấy ăn cơm xong thì đọc tiếp được không mợ? Chị Lụa vừa dứt câu thì ngay cái tát như trời giáng của con mụ tú chân. Tát mạnh tới mức mà chị Lụa đang đứng thì liêu siêu ngã xuống nền nhà. Bên má in hẳn năm đầu nón tay đỏ tấy. Đồ mất dạy, chỗ này cho phép mày lên tiếng hay sao? Không biết mình là ai, xem lại bản thân của mình có xuất thân đê tiện thế nào mà dám mở cái mồm thối tha ra của mày đây. Nói cho mày biết nhé, mày đây là phúc tám đời nhà mày để lại đấy. Biết thân biết phận mà sống, đừng có ngạo mạn. Coi chừng cái mạng người của nhà mày đấy, con chó cái. Tôi làm sao không hiểu Tú Chân đang chửi xéo tôi, nhưng đem chị Lụa ra làm bia đỡ đạn. Tôi không vội đỡ chị Lụa ngay mà đứng dậy vung tay tát lại con mụ mọ hỗn này một cái thật mạnh. Bị đánh bất ngờ, Tú Chân trợn trừng mắt hỏi lại tôi. Sao mợ đánh tôi? Sao mợ dám? Tôi lại không dám đánh một kẻ ăn người ở trong nhà sao? Tôi làm cái gì mà mợ đánh tôi? Nếu mợ không nói rõ ràng, tôi sẽ mách cậu Vũ và ông bà chủ bên nhà tôi. Tôi đến đây theo cô chủ, không phải người ăn kẻ ở trong nhà này. Không chịu sự quản thúc của cô. Ồ, cô cũng biết cô là người được gả theo chị Cầm, chứ không phải là người ăn kẻ ở trong nhà này sao? Thế cô lấy tư cách gì để mà đánh người làm riêng của tôi? Nếu chị ấy có sai, tôi sẽ là người đích thân dạy dỗ, không tới lượt cô ra tay. Cô làm như vậy là đang vả vào mặt của tôi không biết dạy dỗ người làm, hay đang vả vào mặt của cậu Vũ khi sắp xếp một người như vậy hầu hạ tôi. Cô nhắm vào ai hả Tú Chân? Mà đừng có mà quy chụp kiểu đó, tôi không hề có ý đó. Thế cô có ý gì nào? Cô lấy cái quyền hạn gì mà dám đánh người làm của riêng tôi? Hay là cô ý thế cô chị Cầm đi làm chủ cái nhà này sao? Chị à, chị xem đi, cô ta cứ viện vào cái lý do để được gả theo chị mà nghênh ngang lộng hành như vậy. Thế em lo danh tiếng con nhà gia giáo của chị sẽ bị hủy trong tay cô ta mất. Cho nên cân nhắc dạy dỗ lại nhé. Em nói thật, người hầu riêng của chị quá mất dạy. Cánh tay của Mộng Cầm bấu chặt vào chiếc xe lăn. Nụ cười hả hê khi Tú Chân chửi chị Lụa cũng biến mất, thay vào đó là khuôn mặt biến sắc. Mắt nhìn tôi chân chân mãi mới cười nhạt. Nhìn cô bây giờ, tôi lại nhớ lại bộ dạng như con rùa rụt cổ của cô ngày mới về đây đấy. Con người ta bây giờ có chút danh phận, lời nói cũng cứng hẳn nhỉ. Nhưng tôi có một câu tặng cô này. 30 chưa phải là Tết, đừng có tự mãn, coi chừng trèo cao té đau đấy cô Thủy Chi. Cảm ơn chị, em không dám tự mãn gì đâu. Chỉ mong chị em mình có thể hòa thuận mà chung sống. Nếu mà chúng ta không hòa thuận thì anh Vũ sẽ đau đầu lắm đấy. Em nghĩ chị chắc là không muốn anh Vũ đau đầu nhỉ, đúng không chị? Dĩ nhiên. Tôi không nói chuyện này nữa, cô đọc tiếp sổ sách đi. Đọc xong thời gian ăn cơm, tôi sẽ căn dặn người làm chừa phần cho cô. Vâng, chị ăn ngon miệng. Khi chị ta được Tú Chân đẩy ra ngoài, tôi mới quay sang hỏi han chị Lụa. Chị lắc đầu. Tôi không sao đâu mợ, tôi quen với cái thói đó của cô ta rồi mà. Mà mợ này, lúc nãy mợ trả lời như vậy, nhìn mợ oai dã man luôn, mợ Cầm cứng họng luôn cơ mà. Tôi cười. Oai gì chứ, tôi cũng chẳng muốn đối đầu với chị ta làm gì đâu. Dù sao người ta là con nhà giàu, có quyền có thế, còn tôi chẳng có gì. Nếu mà đối đầu thật sự với chị ta, tôi cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Nhưng dĩ nhiên tôi cũng không thể để cho chị ta bắt nạt mãi. Khi nào nhịn được thì nhịn, khi nào đáp trả được thì cũng phải đáp trả. Mợ ta giàu thì đã làm sao, quan trọng là cậu Vũ yêu mợ, không có yêu mợ ta. Dưới khoản ấy là mợ đã chiến thắng mợ ta rồi. Tôi không biết Vũ yêu tôi thế nào, chỉ thấy bình thường anh luôn tỏ ra hời hợt, nói những lời bỏ tôi, nhưng hành động thì lại đang che chở, yêu thương tôi. Lúc say anh cũng nói anh yêu tôi, rất rất yêu tôi. Thật ra nếu anh ghét tôi cũng không thấy lạ, bởi vì năm đó người sai là tôi. Tôi đã lừa dối anh và cả gia đình anh, cho nên chuyện anh thù hận tôi cũng là tâm lý bình thường thôi. Đọc xong quyển sổ đó thì tôi cũng đói hoa cả mắt. Lúc đi ra ăn thì trên bàn ăn chỉ còn một chút canh thừa và cơm nguội. Chị Lụa kinh ngạc gọi người làm khác, thì họ cúi đầu nói
là Tú Chân căn dặn như vậy. Tuy nhiên ý của Tú Chân là ý của mợ chủ nên không ai dám cãi. Chị Lụa tức quá nói: Đoàn thân làm sao mà mợ Chi ăn được chứ? Dọn thức ăn khác lên cho mợ ăn đi. Đoàn hết rồi chị, chỉ còn bao nhiêu đây thôi. Ờ, mấy người muốn nghỉ làm phải không? Thì nếu cậu Mũ về, tôi mách lại cậu Vũ xem cậu xử lý mấy người thế nào. Người làm kia vội vàng quỳ xuống thưa: Dạ, thưa mợ, mợ thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng khó xử lắm chứ. Mợ Cầm là chủ quản gia đình, ý của mợ ấy tôi không dám cãi. Tôi hỏi: Thế chị không sợ tôi mách lại với anh Vũ sao? Dạ, tôi sợ chứ. Nhưng cậu Vũ trước giờ đi suốt, ít khi ở nhà. Mọi việc trên dưới trong nhà này đều do mợ Cầm quản lý. Làm trái ý mợ ấy, không những bị mất việc mà gia đình cũng bị ảnh hưởng. Còn cậu Vũ thì cùng lắm chỉ đuổi việc thôi. Tôi nghe tới đó thì liền hiểu, nên bảo chị đứng lên, lùi xuống bếp. Chị Lụa nhìn mâm cơm thừa canh cặn mà nhăn nhó: Làm sao mà ăn được đồ ăn thế này chứ? Ngày trước tôi toàn ăn thế này như vậy suốt mà. Lùi có cơm ăn là tốt rồi, không có thức ăn gì cả đâu. Nhưng mà... Thôi đi, tí chị cũng đừng nói lại với anh Vũ nhé. Anh đi làm vất vả lắm rồi, đừng làm cho anh ấy đau đầu thêm. Toàn thế nào cũng được mà. Tôi nói xong thì Vũ lên tiếng: Tôi thích đau đầu đấy, cô bớt giấu giếm giếm đi. Ăn như vậy để mà tôi quá vợ à? Tôi bất ngờ đứng dậy hỏi: Anh mới về à? Sao không có ai chạy vào báo? Vũ không trả lời mà nhìn vào mâm cơm thừa canh cặn kia, hất mắt hỏi chị Lụa: Nói rõ đầu đuôi. Dạ, thưa cậu, hôm nay mợ Cầm bảo mợ Chi sang đọc sổ sách mới chăm quan của nhà mình để sau này phụ mợ ấy quản lý nhà cửa. Khi mợ Chi đang đọc thì người làm vào mời hai mợ ra ăn cơm. Mợ Cầm bảo mợ Chi cứ đọc hết đi, khi đi ra thì bơm cơm thế này đây. Mợ Chi có hỏi thì được biết đó là ý của Tú Chân. Gọi Tú Chân ra đây. Tôi kéo tay Vũ lắc đầu: Thôi đi anh, anh đi làm về mệt rồi, em sẽ người pha nước cho anh tắm rồi nấu cơm cho anh ăn nhé. Vũ nghiêm nghị nhìn tôi: Ngồi yên đây đi. Rất nhanh Tú Chân và cô chủ cô ta có mặt. Mộng Cầm đon đả chào hỏi: Anh về rồi ạ. Nói cho người đun nước và chuẩn bị quần áo xong xuôi rồi đấy. Anh đi tắm rồi ra dùng cơm nhé. Vũ hất mắt nhìn mâm cơm trên bàn. Tôi còn nghe cô giải thích về mâm cơm này. Mộng Cầm không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại còn cười: À, đó là mâm cơm em ăn lúc nãy còn dư ấy. Sao thế? Thủy Chi định ăn à em? Sao không chờ nhà bếp đem đồ ăn lên? Sao ăn cơm thừa canh cặn thế này chứ? Nhìn cái cách mà chị ta trở mặt kìa, thật là ghê tởm. Chị Lụa nhanh miệng trả lời: Lúc nãy tôi có hỏi người dưới bếp, họ bảo là đã hết đồ ăn, chỉ còn chỗ này chừa cho mợ Chi. Cậu bảo đây là ý của chị Tú Chân. Ô hay, ai mà không nói rõ ràng như vậy chứ. Mong gọi người ở dưới bếp lên đây, tôi nói chuyện cho rõ ràng nào. Người làm đi lên. Mộng Cầm hỏi: Nói mau, tôi dặn chị lúc nãy thế nào? Người làm nhìn chúng tôi, mặt mũi xanh dần, đằng nào cũng ấp úng: Dạ, mợ dặn, dặn khi nào mợ Chi ăn thì đem đồ lên đây cho mợ ấy. Thế đồ ăn đâu? Dạ khi nãy mợ Chi nói là không cần, mợ ấy muốn ăn mâm cơm thừa kia để... Để làm gì? Dạ, để cậu Vũ thương ạ. Ôi trời ơi, tôi nghe như sét đánh ngang tai, tức đến run người. Tôi nói vậy khi nào chứ? Chị đừng có bảo du vu oan giá họa cho tôi. Chính miệng chị nói đây là mâm cơm Tú Chân phần bảo tôi. Chị còn nói hiện tại dưới bếp không còn một tí đồ ăn nào. Tôi tin chị nên mới định đi ăn cái chỗ cơm này. Sao chị lận lọng như thế chứ? Mộng Cầm lên tiếng: Kìa Chi, em đừng có nóng nảy như vậy. Việc đâu còn có đó. Em bây giờ đã là mợ chủ trong nhà, lên tiếng nói cũng phải biết giữ thể diện cho anh Vũ. Sao lại sồn sồn như một kẻ thất học thế? Tôi nói luôn: Em không được học cao, hiểu rộng như chị, lại thêm bị người ta vu oan giá họa nên em tức quá nên phải về biện minh cho mình. Em cũng không hiểu tại sao người ta lại đổ oan cho em một cách trắng trợn như vậy. Họ ghét em vì em được anh Vũ cưới về sao? Em bình tĩnh đi. Mới có chút chuyện nhỏ như con kiến ý mà em đã mất bình tĩnh thế kia, thì làm sao giúp chị quản lý cái gia đình này? Anh à,
Em thấy cô vợ lẽ này của anh bộp chộp nóng nảy quá. Đưa cô ấy quản chuyện nhà thì kiểu gì cũng hư bột hư đường hết. Lôi người mất mặt là anh đấy. Vũ nói, ý cô đang chê ba sự lựa chọn của tôi. Em không có ý đó. Cô vừa nói rõ ràng còn gì. Em không phải là như vậy. Thì ý cô là gì? Trước mặt tôi và người làm, Vũ không hề chừa cho Mộng Cầm một chút mặt mũi nào, liên tục làm khó. Chị ta gượng gạo đáp, ý em là Chi còn trẻ, lại không được học hành nhiều, tính tình bộp chộp, chị quản lý gia đình cần phải nhiều thời gian hơn. Thế sao lúc nãy cô lại nói tôi giao quyền quản lý gia đình cho Chi, tôi sẽ bị mất mặt? Em xin lỗi, do em nói không rõ ràng khiến cho anh hiểu lầm. Nhưng em thật sự là không có ý xấu. Tôi còn lạ ý của cô sao? Tôi nói cho các người biết nhé, trước mặt tôi sống rất thẳng thắn vào, đừng có dở trò lươn lẹo, tôi rất ghét. Mấy người làm cúi đầu nói, dạ chúng tôi không dám. Khuôn mặt của Mộng Cầm bây giờ vô cùng gượng gạo, cười không có một chút tự nhiên nào. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, em tắm thời gian cơm nhé. Vũ ném cho Mộng Cầm cái nhìn chán ghét rồi xoay người rời đi. Tôi cũng đi theo Vũ. Về tới phòng, thấy mặt mũi của anh hầm hầm khó chịu. Tôi vừa cởi bớt áo cho anh, lại vừa lợi lời nói, anh đừng giận nhé, anh hưởng tới sức khỏe. Do người làm nói không rõ nên mọi người hiểu lầm thôi. Anh đi tắm đi. À, chú Phúc đâu anh? Chưa gặp bạn cũ nên ở lại nhà bạn một hôm. Vâng, anh đi tắm đi. Em ra xem người làm đâu được đến đâu rồi. Chi? Dạ. Cho này. Vũ lấy ra trong người mấy cái kẹp tóc hình hoa hồng rối vào tay của tôi. Tự dưng lúc đó tôi không biết tôi lấy đâu ra dũng khí để mà cúi đầu về phía mặt Vũ mà nói, kẹp cho em đi. Tôi cũng lường trước tình huống có khi Vũ sẽ từ chối ấy, vậy nhưng qua mấy giây Vũ chọn một chiếc kẹp ấy cả lên tóc của tôi, xong còn nói, cái này cứu vớt khuôn mặt của cô nhiều đấy. Tôi buột miệng, không dám đâu, do em xinh đẹp mà kẹp tóc của anh mua cũng xinh, nên hỗ trợ con nhau thì có. Anh xem nè, xinh ghê chưa? Tôi còn lắc lư cái đầu trước mặt Vũ. Vũ đang cáu gắt nên cũng bật cười như con nít. Thấy Vũ như vậy tôi vui lắm, cả gan ôm lấy anh. Tôi nói, khi trước em phải bất đắc dĩ mới dám lừa gạt anh, nhưng sau khi tiếp xúc với nhau em đã phát sinh tình cảm với anh. Em thật lòng yêu anh, yêu anh bằng trái tim của em, không phải dưới thân phận của chị Khánh Linh. Vũ, hãy tha thứ cho em, đừng giận em nữa nha. Tôi cúi mặt dựa vào lồng ngực của anh, ôm chặt lấy anh. Tôi cũng không dám chắc anh có tha thứ cho tôi không, hay sẽ lại mắng tôi là con người lươn lẹo. Tôi chỉ biết nói ra những lời trong lòng của mình, dù có tha thứ cho mình hay không tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, tôi không nhận được câu trả lời của Vũ, chỉ thấy tấm lưng của mình được bàn tay của anh chạm vào từ từ, ôm lấy tôi. Tuy anh không trả lời, nhành động của đó của anh tôi cũng rất vui, ít ra cũng là một tín hiệu tốt cho mối quan hệ của chúng tôi. Ở trong lòng anh một lúc, tôi nói, anh tắm đi, em chờ anh ra ăn cơm. Ừ. Khi chúng tôi ăn uống xong thì bóng tối cũng đã buông xuống, bao phủ vạn vật bên ngoài. Từng cơn gió nhẹ thổi đến, mang theo hương thơm của ao sen bên cạnh. Tôi hít hạ hương thơm dịu nhẹ ấy mà khen, thơm quá, anh có ngửi được mùi thơm không? Không. Anh không ngửi thấy sao? Mùi thơm như vậy mà. Anh nhắm mắt lại và ngửi đi, mùi của hoa sen thoang thoảng trong gió, thơm lắm. Biết sao không ngửi sang mùi sen không? Sao ạ? Bởi vì có một đóa hồng ở đây. Hoa sen chỉ còn là cái tên thôi. Tôi phì cười, không màng liêm sỉ mà kéo ghế sát lại Vũ. Ý anh là em chính là đóa hoa đồng xinh đẹp thơm tho kia phải không? Có người vừa nói ấy mà lại không dám nhận. Đừng có mà ảo tưởng. Anh vừa nói ở đây có đóa hồng mà, nên anh không ngửi được mùi thơm. Ở đây anh có em, có anh. Chị Lụa và anh Dần. Thanh không nói em là hoa hồng thì là anh đang khen chị Lụa sao? Vũ lườm, đôi tay véo nhẹ vào bầu má của tôi. Chị giỏi cãi. Tôi hạnh phúc, nghiêng đầu vào vai của anh thì thấy chị Cầm đang được túi chân đẩy tới, nên thu lại mái đầu mình về,
khẽ chào hỏi chị ta. Chị ạ. Chị ta không chào lại tôi mà hỏi Vũ. Anh ăn xong rồi ạ? Thân có vừa miệng của anh không? Ngon. Trước câu trả lời ngắn cũn ấy, chị ta lại tiếp tục cười nói. Anh ngon miệng là em vui rồi. Không uổng công em trực tiếp ở dưới bếp để chuẩn bị cho anh bữa cơm ngon miệng. Tôi nghe chị ta nói như vậy mới hết cả hồn. Lúc tôi còn là người làm, tôi chưa bao giờ thấy chị ta xuống bếp túc trực đồ ăn. Bây giờ lại nói là túc trực như vậy nên tôi kinh ngạc tròn mắt. Bên này Vũ cũng trả lời. Ngon vì không có ai làm nhảm bên tay. Nụ cười trên môi của Mộng Cầm đông cứng. Chị ta uống chút trà do Tú Chân pha, sau đó lại nói. Hôm nay công việc của anh thế nào? Có thuận lợi không anh? Vũ trả lời không thể hời hợt hơn. Cũng bình thường. Cuối tháng này dỗ ông nội, anh nhờ thu xếp cùng em về thắp hương trông nhé. Để xem thế nào. Vì sắp tới bận rộn chuyện kinh doanh với chú Phúc, có khi phải đi nước ngoài một chuyến. Đi nước ngoài sao? Ừ. Khi nào anh đi? Chưa có lịch trình chính xác. Vâng, nếu anh bận thì thôi, tới đó em sẽ đưa Chi đi cùng cho mọi người biết mặt. Vũ lập tức phản đối. Thôi đi, bên đây bên đó mà đi. Thì không biết nên em mới dẫn em ấy đi giới thiệu cho mọi người, chứ không sau này người ta không biết anh còn có một cô vợ lẽ đấy anh ạ. À. Vũ nhìn Mộng Cầm, ánh mắt đó khiến tôi còn thấy sợ. Cô bớt tạo thị phi đi.